Hôm nay có dịp Lê Tuấn lại ghé lại thăm chiếc 5000 các bác nhé. Lần trước cách đây 1 tháng Lê Tuấn vào, 2 tuần thôi Lê Tuấn vào thì đang quay ở góc độ thứ nhất là xe đang đi làm. Xe này chỉ chuyên môn kéo một chiếc thớt này các bác nhá. Rồi nổ xe Isuzu 5000 giá 65 triệu các bác nhá, và cộng một cái thớt 45 triệu nữa. Đó. Là 101 các bác ạ. Đó là giá chủ nhà đưa ra. Đấy, Isuzu kéo một chiếc thớt, kéo 03 các bác nhá. Thớt này kéo 03. Đấy, và chủ nhà bán luôn cho ta một cái 03 nữa. Tí là Lê Tuấn review, nếu anh em nào trong video hôm nay muốn mua cái thớt thì mua, mua đầu thì mua. Các bác nhá. Vâng, cái đầu 65 triệu, bớt 3 triệu. Còn chiếc thớt này 45 triệu nhá. Đây các bác. Đấy. Chiều ngang 2,5 m, chiều dài 4 m. Rồi, khởi động luôn. Rồi, có cả ấy luôn nha. Có cả dàn sới, có cả ấy luôn các bác. Rồi, có cả kiếm luôn, cặp kiếm đủ. Ok, bán nguyên thớt và bán nguyên cả coi như là đầu. Đấy, đầu quần zin, các bác khỏi phải lăn tăn, các bác nhá. Đấy, đầu quần zin, nguyên đai, nguyên kiện, đấy. Cảm biết bao nhiêu mét ông đấy, 500 mét. Mày kéo lại cái này các bác biết không? Rồi, phải chờ đợi. Rồi, em chờ xe để quay lại thì bắt đầu em tiếp tục review chiếc xe Quốc 03. Lộc ơi, cái xe 03 là màu vàng hay là màu xanh? Màu xanh phải không? Cái xe màu xanh 150 triệu các bác nhá, rất rẻ. Đúng rồi, ông có kêu cả đầu, cả mọt, cả cái này là 250 triệu. Rồi, các bác đi cùng em lại đây xem cái xe Quốc 03 màu xanh. Đây, xe em đang nằm đây. Đây các bác này, xe này. Bác nào thích alo cho em ngay chiếc xe màu xanh. Đây. Đây các bác nha. Tí em vào review cho bác luôn. Đấy, có cả nguyên đầu Isuzu 5000 và thớt. Đấy. Rồi, xe đang về tới đây các bác. Rồi,
Và bây giờ em nó đã trên đường về. Băng Băng đang tiến về với một tiếng nổ rất êm và đẹp. Các bạn, xe rất xịn sò. Còn xin nguyên đàn. Đây. Và bây giờ em đã về đây đây. Rất nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Không có gì để nói. Bác nào nếu thích cả mọc và cả đầu Isiki 5.000 này. Và nhá. Đấy, cái đầu là bán 65 triệu bớt 3 triệu. Còn cái thớt thì bán 45 triệu. Đó. Thì em hôm nay em cũng nói lên cho các bác. Bao nhiêu bác trăn trở lâu nay chưa tìm được thì hôm nay em đã tìm cho các bác. Đấy. Đây các bác. Đấy. Đấy, và lúc này thì hôm nay Lê Tuấn dẫn người đến để mua chiếc đồng. Nếu bác nào thích cái mọc, nếu thích bác nào thích cái này thì lấy cái này quá nhá. Và là cái thớt. Đấy, thì bác lấy thớt. Đấy, còn chắc chắn hôm nay cái đầu này thì đã có người ở Lộc Ninh đến lấy thế này. Đấy, chiếc thớt y nguyên là có nhá. Chiếc thớt này y nguyên luôn. Đấy, chiếc thớt 45 triệu. Rồi, để các bác biết theo thông tin. Đây. 2,5 mét. Dài 4 mét thớt nha các bác nha. Sexy đẹp cực kỳ. Còn cầu là 5 tấn các bác nha, bánh đôi. Đấy, bánh đôi. Đấy. Rồi. Vỏ là 8,25 16 8,25 16. Vỏ 8,25 16. Đấy. Rồi. Để chúng ta coi tiếp cái thông số của cái luôn nha. Có mở bên luôn này các bác nha. Đây này. Nâng lên và hạ xuống luôn nhá. Đây này. Đấy, hạ xuống để đưa lên. Đấy. Và tất cả sexy, toàn bộ y hết. Dạ dạ các bác nhá. Chuẩn nhá. Thứ hai nó chữ A tuyệt vời luôn này. Đấy. Rồi chấm hết các bác nhá. Và nguyên cái đầu Isiki. Đây. Là cái đầu này có cặp kiếm luôn cho các bác luôn. Nha, và bỏ rin. Đây. Bỏ rin. Đấy, và lúc này đầu là 65 triệu bớt 3 triệu. Đấy. Lên luôn. Không kêu. Em. Máy móc bao luôn. Bao luôn. Máy êm ru luôn các bạn. Máy mà nó chuẩn chỉ đẹp. Máy là đang riêng. Không phải là nó cái lò xo nó mình ý mình muốn tăng lơ luôn. Vỏ riêng luôn, vỏ 12, 4, 11, 3, 6. Ngon nha, phải lót Đấy, một rắn.
4 máy. Đấy à, máy này. Quá chuẩn. Rồi và em xin dừng tại đây, báo cáo với các bác là cái đầu nha, và cái đầu Isuzu 5000 và cái thớt là tròn 101 các bác nhá. Đấy, bớt 5 triệu còn 105. Đấy, báo cáo các bác và bây giờ em xin dừng video tại đây, xin hẹn lại các bác video sau. Mong các bác like cho em và đăng ký kênh để hẹn lại những video tiếp theo cho các bác.